phạt lâu mà sao mày vẫn bị đọc mặt. Em có sự khác lạ trong đôi mắt, anh không lo lắng nhưng mà anh thắc mắc. Liệu có phải em không còn chắc, bông hoa hồng kia đã tàn sắc. Ngọn lửa tình yêu đã dần tắt, giờ đã đến lúc anh phải để chúng ta. Cho anh được biết sao đen mắt đó em đang nghĩ gì. Cho anh được thấy không xuống lên tim em ngay đêm nay. Anh nghe tim cánh em luôn che giấu anh bằng nước mắt. Ai cho ngày ta sẽ không khi mà đôi ta lìa xa. Giờ là như thế mà mọi chuyện dần dần đi quá xa. Anh biết rõ em là em còn nhiều lựa chọn khác. Thực sự rằng anh đã đến cạnh em đi một người mới quen. Anh sẽ biết ta anh yeah. Dùng để nghĩ lại. Xuất từ đây màu vàng, người Việt Nam có một ý nghĩa ta trong đầu đã.